Cũng trong sáng nay ngày 5 tháng 11, Câu lạc bộ Nhà báo Đồng Hương Bến Tre tổ chức chương trình họp mặt thành viên Nhà báo người Bến Tre công tác ngoài tỉnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự chương trình có bà Hồ Thị Quảng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Trần Ngọc Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Trịnh Văn Y, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Bến Tre, cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo sở ban ngành tỉnh và các nhà báo người Bến Tre công tác tại cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tham dự. Tại chương trình, các đại biểu đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Câu lạc bộ Nhà báo Đồng Hương Bến Tre trong thời gian qua và đề ra phương hướng hoạt động thời gian tới. Trong quá trình hoạt động từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ hiện có 52 thành viên đang công tác hoạt động trong các lĩnh vực báo chí. Những năm qua, hội viên câu lạc bộ đã có nhiều tin bài nổi bật, phản ánh toàn diện các lĩnh vực đời sống xã hội của tỉnh Bến Tre, thể hiện vai trò là cầu nối giữa đảng, nhà nước và nhân dân. Đặc biệt, từ đầu năm 2022 đến nay, các thành viên câu lạc bộ đã đăng tải trên 184 tin bài viết, phóng sự, phim tài liệu về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh Bến Tre trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, một số nhà báo còn tích cực tham gia vận động hỗ trợ cho địa phương các chương trình an sinh xã hội với tổng giá trị từ năm 2018 đến nay hơn 3 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Ngọc Tâm, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ghi nhận, trân trọng những đóng góp của các thành viên câu lạc bộ và thống nhất ý kiến tham luận của các đại biểu, đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm như mở rộng vận động nhà báo, phóng viên tham gia câu lạc bộ để tạo cầu nối, tập hợp nhiều hình thức thông tin tuyên truyền hướng về tỉnh nhà, tăng cường công tác phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân Bến Tre và Ban Liên lạc Đồng hương Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm gắn kết, thu hút đầu tư từ các đơn vị doanh nghiệp để đẩy mạnh phát triển kinh tế của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban chủ nhiệm câu lạc bộ phối hợp với các sở ban ngành liên quan xây dựng kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức chương trình họp báo định kỳ để thành viên có thêm thông tin về tình hình trong tỉnh, tạo thêm trải nghiệm, nguồn cảm hứng sản xuất tin bài phục vụ yêu cầu công việc và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tỉnh Bến Tre. Dịp này đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa ba đơn vị là Câu lạc bộ Nhà báo Đồng hương Bến Tre, Câu lạc bộ Doanh nhân Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh và Ban Liên lạc Đồng hương Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh.